Để đi một tí ra đây à? Thấy em ngủ hút khó ta. Đi sao mày đi đây? Ổn đi. Đi thôi. Thế con ở nhà với chị nhá. Ừ. Ơi, làm cái gì em đấy? Em ủ à? À. Em ủ đấy. Cho Khôi ngủ một tí. Đi con dành kia đi. Ngồi đây với em nhá. Một tí rồi là một tí à. Thì em buồn ngủ thì cho em ngủ đây à? Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Thảo.
Xích cho con đấy. Ngoan chưa? Em có khóc không? À đơ, em của mẹ. Ở nhà mày chỉ gì? Chỉ còn lại em đây. Đây, mình lấy xích cho. Lấy xích cho. Em nhìn đây. Không. Có. Đây. Một cái thôi, ai hết đi nào. Một cái thôi, ai hết đi mày là cho ngay. Ăn đi. Ngon không? Ôi trời ơi, em mình cứ thế đi. Ngon á. Ăn đi. Thầy chị ăn kìa. Ăn. Thôi mua nha, ăn đi. Ngon nha. Ăn thì ngon lắm. Ăn đi. Ăn đi. Cái gì là con? Con ở bên nhà em rồi. Mẹ em lần nhỏ. Mọi người ra mà đi cục ơi. Em đã ít nữa. Em về đây với em chị à. Em về đây chị Thảo à. Mẹ gì đi ra mẹ xem à. Mẹ đi xuống à. À nhá, ngon lắm. Mà đúng em á. Em ở đây à.